Hello, trong video ngày hôm nay thì Lu sẽ dẫn các bạn đi ăn chè Hồng Kông với Lu nha. Và chỗ mà hôm nay Lu đến đó là Sweet Hot. Địa chỉ ở đây là 124 đường Hà Tôn Quyền, quận 11 nha. Không gian quán thì bé bé xinh xinh. Quán này chính gốc người Hoa luôn. Nhìn chung menu ở đây thì Lu thấy giá khá là ổn. Có một số món thì giá hơi cao một chút xíu. Được cái nhân viên phục vụ tận tình dễ thương cho nên rất là ưng luôn. Lu gọi 3 món, đó là dương chi kim lộ nè, xong rồi pudding dương chi kim lộ với lại chè tuyết giáp. Dành cho bạn nào chưa biết thì tuyết giáp là cục mỡ trong bụng của con nhái tuyết đông tạng sống trên núi tuyết cao ở các vùng núi phía bắc Trung Quốc á. Và vì chất dinh dưỡng này rất cao cho nên giá thành của tuyết giáp không có hề rẻ đâu nha. Công dụng thì khỏi bàn luôn, tuyết giáp có thể chống lão hóa cực kỳ cao, ngoài ra còn có tác dụng như là mát gan, bổ phổi, dưỡng nhan. À, tuyết giáp không dành cho người ăn chay nha. Nhìn chung các món chè ở đây á vừa đủ để các bạn ăn mà có thể lưu luyến quay lại. Vị thì Lu thấy là thanh mát nè, ngọt vừa phải, không gắt nhưng lại rất đậm vị. Nếu như các bạn muốn tìm một quán chè ngon thì có thể tham khảo chỗ này ha. Cảm ơn mọi người đã có video. Bye bye.